Xin mến chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay vừa con lên cái clip này để thanh lý mấy cái tiểu cảnh dưới cái chậu này nha cô chú anh chị. Ở dưới thì cô chú mình đựng nước được nha, còn ở trên thì mình trồng cây. Mấy cái lỗ này thì con khoan nó hơi nhỏ, thì cô chú mình vừa khoan cái lỗ bự hơn tí xíu. Đó, nói chung là tiểu cảnh đảo bay để trồng cây á. Thì hiện tại vườn con đang thanh lý với giá là 95.000 một cái. Đó, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thanh lý 95.000 cái, cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ vườn con. Số điện thoại thì con để trên tiêu đề. Đó. Cái này là tiểu cảnh đảo bay. Ở dưới cô chú mình có thể là chế nước bằng mặt này, hoặc là cô chú mình để đất lên mình trồng riêu, còn ở trên thì mình trồng một cái cây ha. Đó, thì con xin nhắc lại là ở chỗ con hiện tại là không có máy khoan, cho nên về cô chú mình mua thì nhờ người ta khoan thêm một cái lỗ ở đây, với cái lỗ này nữa khoan thêm hai lỗ đi, cho mình tưới vô cái độ thoát nước nó nhanh á, thì cây nó phát triển tốt thôi. Đó, thì cái bề mặt chậu này cầm trong lòng bàn tay vậy nè nha. 95.000 một cái, cô chú mình thấy ưng thì liên hệ vườn con, số điện thoại con để trên tiêu đề ha. Ngoài ra thì vườn con còn thanh lý rất là nhiều cái thanh lý cây, rồi mai mốt con thanh lý mấy cái chậu này nữa nè. Thì cô chú mình thấy ưng thì liên hệ vườn con. Thì con xin cảm ơn.